chào, tôi là Dương Thị Tụ Anh, hiện là thủ quỹ đang công tác và làm việc tại chi nhánh Hưng Yên, phòng giao dịch Yên Mỹ. Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hưng Yên nghìn năm văn hiến. Sở thích của tôi là được đi du lịch khắp nơi và khám phá những điều thú vị và thích tham gia các hoạt động thể chất để có thể rèn luyện sức khỏe. Thông qua chương trình Gương mặt trẻ tiêu biểu Đông Á Banh 2023, tôi muốn truyền tải thông điệp hãy cùng nhau hành động, chỉ khi thực hiện điều mà bạn suy nghĩ thì bạn mới có thể tạo nên sự khác biệt. Một kế hoạch hay chỉ có ích khi chúng ta được phát triển bằng hành động, nếu không nó vẫn chỉ là sự ảo tưởng. Tôi tin rằng khi cùng nhau hành động, thế hệ trẻ của chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những mốc son mới, thành tựu mới, một ngân hàng trách nhiệm, ngân hàng của những trái tim.